Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Lui. Thì Tết cũng đã vừa hết rồi, thì không biết cái Tết vừa qua của các bạn như thế nào, có vui hay không, có phát tài hay là không, là không biết thì cái tình hình dịch bệnh của nơi các bạn nó như thế nào rồi. Còn ở chỗ mình ở Sài Gòn thì cũng tương đối khá là ổn. Và đây là cái video hỏi đáp đầu tiên sau của mùa Tết, thì mình cũng chúc cho tất cả các bạn đang xem những cái video này của mình cùng với gia đình luôn an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đầu tiên là đến với câu hỏi của bạn Thạch Nguyễn Văn. Anh Louis cho em hỏi, em có khoảng 40 triệu, em đang phân vân giữa Fujifilm X-T3 cộng với lens 16-55 và Canon 6D Mark II cộng với lens 24-70 L1. Như em đang nhầm chỗ IS, cái lens này không có IS nha. Em chụp chân dung và phong cảnh, anh cho em xin lời khuyên. Ok, thì với cái sự lăng tăng phân vân này của em, thì nếu em là một người thích chụp ảnh mà nó đẹp liền, em không biết quá nhiều về hậu kỳ, thì em hoàn toàn có thể nên chọn cái option thứ nhất, đó chính là Fuji X-T3. Còn nếu em thích tinh chỉnh, tinh nghịch sâu hơn trong file RAW thì em nên chọn cái combo 6D Mark II. Tiếp đến đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Quang. Em đang phân vân giữa 24-105L để tiết kiệm hay là cố lên để xuống tiền luôn con 24-105L2. Sự nâng cấp giữa hai đời này có đáng kể hay không? Cảm ơn anh Louis. Ok, thì đối với anh, cái con 24-105L2 là một sự nâng cấp rất là đáng kể nha, rất là xứng đáng với cái số tiền mà em bỏ ra. Nên nếu được thì em cố gắng lên để lấy con L2, thì nó em sẽ cảm giác hài lòng rất là nhiều so với con L1. Nhưng mà nếu mà số tiền nó quá nhiều so với em thì em có thể cân nhắc có một con lens tầm trung giữa một tí xíu, đó chính là con EF24-70 F4IS. Và tiếp đến đó là câu hỏi của bạn Chunchin TV. Chào bạn, chúc bạn luôn thành công và ra nhiều video hấp dẫn. Rất cảm ơn cái lời chúc của bạn nha. Mình có một câu hỏi là hiện tại bây giờ mình đang dùng Fuji X-T3 cộng với hai lens là 50-140 và lens 10-24. Với nhu cầu chụp gia đình, làm video bản thân và cho con cái, dự tính lên X-T4 và lens. Dự tính thứ hai đó là chuyển qua Nikon Z6 đời 2 hoặc là lên R6. Mình đang phân vân quá, để mà hậu kỳ đẹp thì nên chọn phương án nào? Mình thích chụp nhiều hơn là quay video, thích hậu kỳ ảnh nhiều, khen bạn nhiều. Ok, thì với cái sự phân vân lo lắng, cái sự phân vân lăn tăn của bạn á, thì nói thật ra cái con Nikon Z6 đời 2 thì mình chưa có cơ hội để trải nghiệm, nên sẽ rất khó trong trường hợp này mình tư vấn cho bạn chính xác được về con Z6 đời 2 ha. Còn riêng về cái con R6 thì mình đã từng trải nghiệm qua, thì nó cái khả năng chụp và lấy nét của nó rất là tốt, chụp rất là nhanh, lấy nét rất là tốt, và khả năng xử lý noise ở ISO cao rất là tuyệt vời luôn. Nó là cái dòng máy chuyên chụp thể thao, chuyên chụp giống như kiểu báo chí vậy đó, rất là tuyệt vời. Và nhưng mà tuy nhiên thì cái khả năng quay video của nó thì thực sự nó lại chỉ mức tạm được mà thôi, nó không cao trong cái tầm giá của nó. Nên mình nếu mà so sánh trực diện qua con Fuji X-T4 thì mình đánh giá cái khả năng quay video của con R6 nó không bằng, nó hơi bị thua thiệt hơn so với X-T4. Còn nếu mà về file RAW để hậu kỳ chỉnh ảnh á, thì mình chưa so sánh hai file trực tiếp với nhau, nhưng mà mình vẫn đánh giá cái con R6, cái file RAW của nó nhỉnh hơn X-T4. Tiếp đến là câu hỏi của bạn Mèo Ngô. Em chào anh ạ, chúc anh năm mới mạnh khỏe và làm ăn phát đạt hơn. Rất cảm ơn cái lời chúc của em. Em có một câu hỏi nhờ anh giải đáp. Em đang dùng combo Canon 800D và lens Sigma 17-50. Giờ em muốn chuyển qua lens Canon 24-70F4 thì có được không? Và lens 24-70F4 giờ có còn ok không? Em cảm ơn. Thì thứ nhất, cái con lens 24-70F4 là một cái con lens rất ngon trong cái tầm giá của nó, lens chính hãng. Rất là ngon luôn. Nó vừa có chống rung nữa, và cái khả năng hình ảnh của nó, độ nét, độ chi tiết, màu sắc của nó rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà em đang sử dụng ở con 800D, hỏi rằng là có nên chuyển hay không, thì trên lý thuyết sẽ là chuyển được, nhưng mà trên thực tế thì anh nghĩ là không. Bởi vì là khi em chuyển qua cái tiêu cự 24-70 thì em sẽ mất đi cái giải tiêu cự đa dụng, cái tiêu cự vàng đa dụng của full frame. Nên là em muốn chuyển qua, tức là em muốn đi chơi lâu dài hơn, muốn trên con đường dài mình nó ổn định hơn, tối ưu hơn á, thì em nên nghĩ cái việc là em nên chuyển qua body full frame nha. Tại vì cái giải tiêu cự này nó không thích hợp trên RAW, mặc dù cái chất lượng nó vẫn ok, nó vẫn nhỉnh hơn cái con lens 17-50 kia, nhưng mà nó sẽ không tối ưu so với cái giá tiền mà em bỏ ra. Tiếp đến đó là câu hỏi của bạn Sơn Nguyễn. Chúc anh năm mới sức khỏe thành công. Rất cảm ơn cái lời chúc của em.
Anh cho em hỏi là em đang dùng 5D2 cộng với lens 135L2, chủ yếu là em chụp chân dung, lâu lâu thì em có chụp các hoạt động ngoài trời. Em đang phân vân không biết là nên backup thêm một lens 50 f1.8 hay là bán hết, hay là bán cái combo này đi để xuống rớt để có nhiều sự lựa chọn hơn. Trong cái tầm tiền kinh tế eo hẹp thì em chỉ chụp chơi thôi chứ không phải dịch vụ kiếm tiền, mong anh tư vấn. Thì nếu em vẫn muốn thiên về chất lượng ảnh nhiều hơn thì anh nghĩ rằng là một cái sự backup trong cái lens 50mm f1.8 là một điều rất là hợp lý trong cái trường hợp của em nha. Tuy nhiên nếu mà em muốn cái độ an toàn cao hơn thì anh nghĩ rằng em nên xuống rớt. Bởi vì sao? Tại vì cái con 5D2 á, là con đời khá là cổ rồi, chất lượng ảnh thì không có gì để bàn. Nhưng mà nếu mà em chụp những cái hoạt động nhanh, những hoạt động khoảnh khắc ngoài trời gì đó thì cái việc lấy nét của nó là một cái rất là khoai cho cái việc lúc mà em chụp thực tế. Tiếp đến thì đó là câu hỏi của bạn Tiến Trần. Hiện tại em đang dùng con Canon 6D2, em vừa chụp và quay nhưng em thấy khả năng lấy nét của 6D2 không được nhanh cho lắm. Em tính nâng cấp body lên nhưng các dòng máy Canon full frame trong tầm giá 35-40 triệu thì chưa có con nào quay được full HD ở 120fps cả. Em đang tính chuyển sang dòng Sony, cụ thể là Sony A7C. Em rất mong anh chia sẻ thêm về hệ màu của Sony A7C, liệu màu của A7C có đẹp bằng màu của 6D2 không? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe. Rất cảm ơn cái lời chúc của em. Thì đúng rồi, Canon đó giờ nó chưa hề mạnh về cái mảng quay, đặc biệt là những năm về trước đây như cái dòng 6D2, thậm chí là con Canon R của anh đang sử dụng đi nữa thì nó vẫn chưa có tối ưu về cái việc quay cho lắm, tức là so với các tính năng về quay so với các đối thủ khác như Sony hay Fuji thì nó vẫn đang rất là thua thiệt. Và trong cái sự lựa chọn của em đang cân nhắc tới con Sony A7C thì đó là hoàn toàn sự lựa chọn rất là hợp lý. A7C là một con dường như là con đời mới nhất của Sony rồi, nên về màu sắc hệ màu của nó thì em không cần phải quá lăn tăn lo lắng đâu, nó cũng tương đối khá là đẹp mắt đó. Tiếp đến là câu hỏi của bạn Lờ Mắt ha, cho em hỏi những cái phần mềm hậu kỳ anh thường dùng có mua bản quyền hay không. Vì em chỉ dùng với mục đích đam mê là chính chứ không có làm dịch vụ nên mua bản quyền thì hơi đắt đỏ một chút. Nếu anh có giải pháp nào dành cho người mới chỉ đam mê như em thì xin anh chia sẻ. Cảm ơn anh và chúc anh thành công và phát triển kênh YouTube hơn nữa. Rất cảm ơn cái lời chúc của em. Thì cái phần mềm mà anh đang sử dụng về hậu kỳ chỉnh ảnh hay là video vân vân đó là của nhà Adobe ha. Thì cụ thể chính xác hơn đó chính là Photoshop CC 2018. Thì anh không cổ xuyến cho cái việc là xài crack hay xài lậu gì hết. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cái kinh tế của em hạn hẹp thì em có thể lên Google để search ra những cái keyword đó chính là Photoshop CC 2018, CC 2019 gì đó, nhưng mà thêm chữ full crack vào thì họ sẽ có những cái bản crack cho em cũng như những cái video chia sẻ cái cách cài đặt cái crack như thế nào. Rồi chúc em sẽ có được những cái phần mềm bằng ý. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Dennis. Chào anh, theo anh tư vấn thì em đã lên con Sony A7R3 và lens 85mm f1.8. Anh tư vấn cho em thêm một quả lens rẻ để chụp phong cảnh, chụp hoạt động đường phố. Cảm ơn anh và chúc anh ăn Tết vui. Ok, thì với cái combo của em, tức là đặc biệt cái body của em thì quá là bá đạo, rất là ngon rồi. Nhưng mà em muốn chụp phong cảnh, chụp đường phố thì em cần phải có một con lens zoom đa dụng một tí xíu ở dải tiêu cực 24-70. Thì ở đây thì anh sẽ khuyến nghị cho em hai con lens em có thể lựa chọn. Tất nhiên là lens zoom đa dụng của Sony thì nếu mà nói rẻ thì thật sự rất là khó, nó chỉ nằm trong phân khúc gọi là ổn thôi. Thứ nhất đó chính là cái con Phúc Dân Tamron 28-75 f2.8. Thì đây là một con lens trong cái phân khúc mà dưới 20 triệu tương đối khá là tốt, em có thể cân nhắc nó. Hoặc là con lens Sony 24-70 f4. Cái tiếp đó là đến mấy bạn em Linh nè. Sony A6400 mình chụp chân dung thì chọn lens 50 f1.8 hay là Sigma 56 f1.4. Ngoài hai lens này ra thì có sự lựa chọn nào khác hơn không? Hy vọng bạn sẽ trả lời câu hỏi của mình trong số kế tiếp. Chúc bạn và gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn bạn Linh nha. Rồi, thì giữa hai lens 50 f1.8 của Sony và lens Sigma 56 f1.4 thì mình đánh giá lens Sigma 56 nó nhỉnh hơn về chất lượng cũng như độ nét nha. Còn ngoài ra nếu bạn thích một cái lens khác và chất lượng nó hơi xíu nữa thì bạn có thể thử cân nhắc đến lens đó là Sony 85 f1.8. Tiếp đến là câu hỏi của bạn Thụy Đỗ. Cho em hỏi con Canon 85 f1.8 USF để khẩu lớn nhất 1.8 thì bị viền tím rất nặng, đây là đặc điểm của lens hay bị lỗi gì không? Mong anh giải đáp. Ok, thì cái hiện tượng viền tím này nó là lỗi nha, chứ không phải đặc điểm gì đâu. Tại vì có những một số lens nó sẽ bị flare sáng hay là bị viền tím vân vân. Thì flare sáng sẽ có người thích và có người không thích. Nhưng mà viền tím thì anh chưa thấy ai thích cái viền tím cả, nên đó là một cái lỗi nha. Tiếp đến là câu hỏi của bạn Baby Gaming. Chào bạn, bạn cho mình xin ý kiến về con Fuji XT200 thì đi với con lens nào?
ngân sách dưới 10 triệu. Mình có nhu cầu chụp chân dung ngoại cảnh studio và có quay một chút nhưng không nhiều. Xin cảm ơn. Thì với cái nhu cầu này của bạn á, thì bạn thử cân nhắc giữa hai lens fit, đó là con 35-1.8 của Fuji cũng như là con lens 50-2 của Fuji luôn. Thì đối với con 35 á, thì nó sẽ đa dụng phù hợp cái nhu cầu của bạn hơn, tức là bạn thấy an toàn sử dụng nó nhiều hơn. Còn nếu về con lens tiêu cự 50 thì nó sẽ cho bạn cái hiệu ứng về chân dung, nó sẽ ấn tượng hơn con lens 35. Bạn cứ cân nhắc cho mình nha. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Khánh Phạm. Em đang phân vân giữa con 6D2 và con 5D3. Nếu mà chỉ xét về chất lượng ảnh phê raw thì máy nào đáng mua hơn? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe và thành công. Ok, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì đối với bản thân cá nhân anh, nếu mà chỉ xét về chất lượng của phê raw thôi, giữa 5D3 và 6D2 thì với anh, hai phê raw nó tương đương như nhau thôi, không có gì, nó quá chênh lệch hoặc quá khác biệt cả. Kế tiếp là đến với câu hỏi của bạn Bình Nhiên. Em nhờ anh tư vấn về tản sáng đa dụng. Hiện tại thì em đang dùng tản sáng Gamma Event lắp lót xe dọc nên không bẻ cúp đầu về phía trước được nhiều, nên nhiều lúc muốn tăng giảm ánh sáng nhanh bằng cách bẻ flash ra trước sau thì không được, nhưng chất lượng tản sáng tốt. Nhiều lúc đến sát chủ thể chụp không kịp hạ flash thì bị cháy sáng, nhưng mà cũng không nhiều. Thứ hai đó chính là em thấy cái bộ tản sáng AK hình cầu khắc phục được yếu điểm trên, nhưng mà về chất lượng tản sáng thì không biết có tốt hay không. Loại này vừa có tản sáng qua cầu tản và vừa có cả máy hát sáng luôn nữa. Em chụp dịch vụ chưa nhiều, nhưng trải nghiệm 4 tháng qua thấy nhiều anh đi trước dùng rất nhiều loại tản sáng khác nhau, nhưng hình chung có hai loại chính. Một là ánh sáng đi xuyên qua tản và tới chủ thể như là Gaming Light. Hai đó chính là dùng ánh sáng đập vào một miếng hát sáng rồi mới bay tới chủ thể. Anh có thể chỉ giúp em ưu nhược điểm của hai loại này không? Em cảm ơn và chúc anh gia đình nhiều sức khỏe. Ok, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì đối với cảm nhận bản thân cá nhân của anh á, thì cái bộ AK nó rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên nó lại không được thực dụng cho lắm. Cái bộ AK nó sẽ có một cái cầu tròn đây, đây cái đèn flash. Thì cái bộ AK nó sẽ có cái chụp này, nhưng mà cái chụp này nó không hình vuông mà là cái hình cầu tròn. Thì nó làm cho cái ánh sáng, nếu mà em đánh thẳng trực tiếp ra, nó sẽ rất là mượt, rất là đẹp. Tại vì cái ánh sáng sẽ tự nhiên hơn, nó tỏa đều hơn so với cái cục hình vuông. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà em đánh dội trần lên, trường hợp đánh dội trần như thế này, đánh dội trần lên để tỏa ra trong các sự kiện event, thì nó lại không tối ưu. Bởi vì cái mặt trước này của nó, đối với cái mặt hình vuông thì ánh sáng nó đi ra trước này khá khá rất là nhiều ha. Mặc dù là em đang hướng đèn ở phía trên nhưng ánh sáng vẫn đi ra trước khá khá, nhưng mà đối với cái cục hình cầu của hàng bộ AK á, thì nó do cái hướng này nó bị cầu nên nó sẽ bị thấp xuống, và cái lượng ánh sáng ra phía trước gần như không đáng kể, nên là cái hiệu ứng lúc mà em đánh thẳng ok. Nếu so trường hợp đánh thẳng hai tầng thì thằng AK sẽ đẹp hơn, nhưng nếu chỉ thẳng lên thì ánh sáng thằng AK lại tệ đi rất là nhiều so với cái việc thằng này hướng thẳng lên. Lúc đó AK nó sẽ có một cái miếng hát sáng, nó nghĩa là nó là hai cái riêng nha, chứ không phải hai cái chung mà em hoàn toàn có thể kết hợp sử dụng cùng một lúc luôn một miếng hát sáng phía trên nữa. Ok, nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm đó, tại vì cái miếng cầu nó quá ít ánh sáng để có thể đi ra phía trước. Tuy nhiên cái nhược điểm nói chung của tất cả các miếng hát sáng thì vẫn cho ánh sáng đẹp được nha, thằng này cũng vẫn cho ánh sáng đẹp luôn, nhưng mà nhược điểm của hát sáng là sao? Đó là em phải điều chỉnh được cái hát sáng. Ví dụ như em muốn đánh chủ thể thì phía trước thì em phải để cái miếng hát sáng sau, để cái đèn đánh dội như miếng hát sáng rồi mới tới chủ thể. Còn nếu ví dụ như em muốn chụp mà chủ thể qua đây mà em mà để miếng hát sáng như lúc này đi thì chắc chắn đâu thể nào dính tới chủ thể rồi đâu. Nên là khi em thay đổi góc chụp một cách nhanh, tức là em thay đổi một cách đột ngột, thì đối với những cái loại gọi là cái tản sáng như thế này thì em hoàn toàn sẽ chỉnh đèn rất là linh hoạt, em chỉnh sai hướng nào là nó sẽ đánh những đó thôi. Còn nếu miếng hát sáng là khác, em chỉnh đèn là, nhưng mà em phải chỉnh luôn cả miếng hát sáng để cái hướng đón sáng nó phải hát về chủ thể, chứ em chỉnh cái đèn không được khi hát sáng nó không dính chúng thì cái tấm hình em chụp ra sẽ rất là fail, nhớ nha. Đó là nhược điểm của miếng hát sáng. Nên đối với anh, trong tất cả các sự kiện event nói chung là mình sẽ không cần cái việc ánh sáng nó quá đẹp, tại vì nếu mà quá đẹp thì nó thuộc về gọi là chụp setup rồi. Còn đó thì nó cần phải chụp khoảnh khắc, chụp đúng sáng, đủ sáng và chụp khoảnh khắc. Đôi khi mình sẽ thay đổi góc chụp xa gần và lên xuống rất là nhanh, mà mình cần phải chụp liền chứ không có quá nhiều thời gian để chỉnh. Thì những cái miếng tản sáng như thế này đối với anh sẽ rất rất là hiệu quả. Đối với anh sẽ luôn ưu tiên cái này nhiều hơn. Thì anh sẽ hay sử dụng cái thằng, anh sẽ recommend hai cái, đó chính là thứ nhất đó chính là cái thằng Omnibound này anh hay nói. Thì cái nhược điểm của nó là gì? Cái ưu điểm trước của nó đi, đó là rẻ. Thứ hai rất là gọn nhẹ, chỉ có 50 ngàn thôi, gọn nhẹ. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Ánh sáng của nó chỉ nằm ở mức tương đối ổn, tương đối đẹp thôi, chứ không phải gọi là quá xuất sắc, ổn, nằm ở mức sử dụng được.
Còn cái lại thứ hai đó chính là mắt mo mắt xếp, thì nó cũng giống như cái này nhưng mà nó là một cái cục tròn bự như thế này nè, thì ánh sáng sẽ tỏa ra đẹp hơn thằng này khá khá đó, tại vì nó rộng hơn, nó tỏa đều hơn, nó tỏa lớn hơn. Nhưng mà nhược điểm của nó gì, nó khá là mắc, hàng chính hãng nó đắt khoảng tầm cả triệu á, thấy cái này 50 ngàn, cái kia quá đắt rồi. Cái thứ hai là nó rất là nặng, nhớ nha, nó là một cái cục bự nè, nó gắn lên rất là nặng. Em có thể sợ cứ Google cái đó ha. Cái tiếp đó là câu hỏi của bạn Trương Phạm. Em đang dùng Canon USR và đang phân vân giữa hai lens đó là RF24-105 và EF70-200F2.8 ISD2. Theo anh thì con nào sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn? Em đang ở bên Nhật thì cái con 24-105 RF và cái con 70-200L2 thì nó sẽ bằng tiền nhau. Chúc anh một ngày tốt lành. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì nếu chỉ so sánh về chất lượng hình ảnh không thì anh đánh giá cái con 70-200F2.8D2 nó sẽ có chất lượng nhỉnh hơn cái con lens kit RF kia. Tuy nhiên rằng là không bàn về giá tiền nha, thì ở đây đó là hai tiêu cự khác nhau nên nó sẽ mang hai hiệu ứng hình ảnh khác nhau và cũng phục vụ cho hai nhu cầu mục đích khác nhau luôn. Thì em cần cân nhắc kỹ cái vấn đề này để lựa chọn cho mình một cái lens đăng ký. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Hưng Nguyễn. Em đang hướng tới dịch vụ, em đang phân vân giữa con Sony A72 và con Nikon Z50. Tuy Z50 là rock nhưng em thích hơn thì có khả năng chụp liên tiếp nhanh hơn, nhưng A72 thì lại là full frame, thì anh sẽ tư vấn giúp em được hay không? Em cảm ơn và chúc em, anh và gia đình sức khỏe thành công trong cuộc sống. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì hai cái sự phân vân này của em á, thì em cần phải cân nhắc đến những yếu tố này. Đó chính là hai đây là hai hãng khác nhau nên nó sẽ có những cái vấn đề xảy ra. Thứ nhất đó chính là em thích hãng nào hơn. Nó sẽ có rất nhiều yếu tố mà em cần cân nhắc. Thứ nhất đó là thiết kế, cảm giác cầm nắm và màu sắc chất lượng phải ảnh cho ra. Và cái thứ hai nữa đó là chụp ảnh, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ nữa, thì một cái body nó không nói lên mức giải quyết được cái vấn đề gì hết. Tại vì nó sẽ đi kèm rất là nhiều cái phụ kiện cũng như lens về lâu về dài luôn. Thì em xem rằng là cái sự lựa chọn của em nó đã tối ưu những việc đó hay chưa. Tức là em cần mua lens thì có nhiều lens cho nó không, và em cần mua các phụ kiện hỗ trợ thì nó đã đáp ứng được tốt chưa. Tại vì thí dụ như em mua một cái hãng có thể nó là tốt, cái body là tốt, nhưng mà khi em cần mua lens em kiếm hoài thì lại không có cái lens của cái body đó, hoặc là nếu có thì lại giá rất là cao, hoặc là dù em mua phụ kiện của flash, phụ kiện vân vân, rất là nhiều thứ mà em đã kiếm cực kỳ khó luôn. Thì đó là những cái trở ngại em cần phải nhắc thêm cái vấn đề này. Và thứ ba đó là em coi kỹ lại cái nhu cầu dịch vụ của em á, thì nó có cần thiết về cái tốc độ chụp liên tiếp nhanh hay là không. Cái gì hơn á thì ai mà không thích, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên cái hơn đó, cái mình thích đó, nó liệu rằng nó đã đúng cái thực tế mình cần hay không đã. Còn về A72 hay là con Z50 thì anh chắc chắn là làm cái file màu ảnh chụp ra mới bắt đầu ra thì chắc chắn là Z50 đã đẹp hơn rồi. Thì em cần cân nhắc cái vấn đề này ha. Rồi, chúc em có được sự lựa chọn ý. Rồi, kế tiếp đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Cương. Em chào anh, em là người mới muốn chụp ảnh dịch vụ. Em muốn một body full frame nhưng là do là người mới nên kinh tế chi phí eo hẹp. Em đang hướng đến con Nikon D610 vì em thích Nikon hơn. Anh có đánh giá gì về nó và tư vấn giúp em một con lens đa dụng chụp chân dung dưới 15 triệu. Em chúc anh và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em nha. Thì cái sự em đang muốn lựa chọn đó là con Nikon D610 thì hoàn toàn rất là hợp lý dành cho người mới luôn. Một con body full frame trong tầm giá rất là tốt. Còn về em đang hỏi về con lens đa dụng chụp chân dung được luôn ở mức dưới 15 triệu thì em nên cân nhắc cái con lens kit của nó, đó chính là con 24-120 F4. Cái tiếp đó là câu hỏi của bạn Lập Nguyễn. Chào anh, chúc anh ngày mới tốt lành. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Em đang dùng con Sony A6000 và lens 50F1.8 và Sony 18-105 F4. Thì theo anh, em có nên đổi lens từ 18-105 sang Sigma 17-50F2.8 hay không? So sánh với chất lượng ảnh giữa hai con lens này khi mà chụp dịch vụ tiền và kiểu thì như thế nào? Ok, thì với anh thì chắc chắn là không nên đổi nha. Tại vì thậm chí chất lượng ảnh cũng như giá tiền thì con 18, con Sony 18-105 F4 nó cũng nhỉnh hơn con Sigma 17-50F2.8. Và cuối cùng đó là câu hỏi của bạn Poly Thành. Em đang dùng 7D cộng với 50STM, em chỉ chụp vì đam mê thôi. Nếu chỉ quan tâm đến chất lượng hình ảnh để chụp cho bạn gái thì nên nâng cấp lên lens 85F1.8. Em không ngại zoom chân hay là nâng cấp lên body 5D2, em cũng không ngại to mà thiếu công nghệ. Thì cái nào mang lại giá trị nhiều hơn? Cảm ơn anh Louis. Ok, thì với cái sự lăn tăn của em cũng như là rất nhiều bạn mới cũng sẽ có cùng cái thắc mắc này, đó chính là bây giờ nên nâng cấp body hay nên nâng cấp lens. Trong cái option của em đang đặt ra nha, thì nếu mà em ưu tiên về chất lượng ảnh thì anh nghĩ rằng em nên nâng cấp lên body 5D Mark 2, đó về chất lượng ảnh. Còn nếu mà về lens từ 50 lên 85 thì nó sẽ không cải thiện gì quá nhiều về chất lượng ảnh. Cái thứ mà nó thay đổi nhiều nhất, vì ở đây là nó khác tiêu cự nên thứ thay đổi nhiều nhất đó chính là
cái hiệu ứng trong hình ảnh chứ không phải là chất lượng hình ảnh. Và đây là toàn bộ nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hỏi đáp tiếp theo.